dịch thần bí. Nâng gấp bội sức mạnh lên. Sức mạnh bàn tay, kỳ thần bàn tay vô cực. Con quỷ đầu lá vàng kia, sao ngươi lại tấn công ta làm gì? Đứng lại ngay tên kia. Tân Paris đang gặp nạn. Tên quỷ đầu loa vàng kia, nhận bàn tay vô cực của ta đi. Kẻ nào dám dùng bàn tay khổng lồ này tấn công ta, ta sẽ về ta mách mách đại ca của ta, đó là quỷ đầu loa chúa Megahorn. Úi dồi ôi, các bạn ơi, không biết ai đã ra tay cứu mình. Một tên quỷ đầu loa toàn bằng vàng, dát vàng, 4 số 9 đang tấn công mình. Nó đến là mình đếm sơ sơ là con quỷ này vừa xong là phải 13 loa các bạn ạ. 13 cái loa vàng không biết là bao nhiêu tiền nhỉ. Bao giờ phải bắt con này về đổi ra vàng mới được các bạn ạ. Nhưng mà ai cứu mình nhỉ, vẫn chưa biết. Baby đu 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 đ
thế này thì nhảy baby shark. Baby shark đâu 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 đâu. Cái bà này, tôi không biết vừa có cái thằng dở nào tự nhiên nó lại cứu tôi, nhưng tôi chả quan hệ gì đâu. Này nhá, thằng dở đấy là thằng này đây này. À, tức là cậu không nhận bàn tay âm mà thủ thần to như thế này à? Không ta thì ai nữa? Này là nói phét đi. À, tôi không thèm nói phét với cậu nhá. Ô, thì thử đi, thử thử. À, cậu không tin à? Này không tin cậu quản ra tôi thể hiện cho cậu xem. À. Người ta đã bảo về. Ôi, tôi tin ông rồi ông ơi. Bây giờ nhá, theo thông tin tôi vừa mới nhận được ấy, thì tên quỷ đầu loa vàng tấn công tôi á, nó còn có đại ca cơ. Đại ca là tên nào nói? Tên khủng khiếp nhất, hổ báo nhất và mạnh nhất trong giới quỷ đầu loa, đó chính là quỷ đầu loa mẹ, quỷ đầu loa chúa. Bây giờ nhá, cậu cũng muốn gia nhập team tôi để chiến đấu với team hai mẹ con nhà nó không? À, nghe thì cũng bùi tai đấy, được rồi, đi. Mẹ ơi, có kẻ đánh con. Kẻ nào đánh con? Đó chính là tên Tân Paris với lại tên X-Gaster. À, hôn láo mất rồi. Được rồi, để mẹ sẽ xử lý tên Tân Paris này. Gọi chưa béo bây giờ anh em ạ. Alo, chú béo à? Anh bảo này, về ngay trụ sở tập đoàn Tân Paris nhá, có một con quỷ đầu loa mẹ xuất hiện rồi. Em bảo cái gì? Em cũng phát hiện ra tâm tích, tung tích của nó à? Thật rồi, anh đến ngay chỗ đấy, ấy em đấy nhá. Tòa đấy. Cái gì đây? Hiếu. Sao em vậy? Lùi húi thì ở cái chỗ bẩn như thế này. Ui giời, anh không nhìn thấy vết chân quỷ loa đấy à? Quỷ loa chúa? Quỷ loa chúa đây, to chưa? Đây à? Ừ, xấu hoắm này này còn gì nữa. À, hóa ra là con quỷ loa chúa là nó đã đi từng đi ở đây. Thế cái dép này là cái gì đây? Dép của nó chứ còn dép của thằng nào nữa. Ông, cái quỷ loa chúa nó đi dép bao giờ đâu, lại nói phét rồi. Dép của nó chính mắt em nhìn thấy mà. Cái khẩu trang này nó như thế nào? Khổ, khẩu trang này đang mùa dịch à. Nó sợ dính Covid nó phải đeo vào. Chứ Covid đánh chết đâu trước cả khi anh em mình đánh nó thì sao? Ừ nhờ. Ủa thế đây, cái này là như thế nào đây? Thế sao lại dùng tiền Việt Nam bên này? Cái này em ơi, cái này em biết này. Là như nào? Nó mua bim bim anh ạ. Nó mua bim bim về cho con nó đấy. Ông đúng là không hổ danh vua nổ. Ê bê quỷ loa nó là ăn bim bim. Thôi ông đừng nói phép rồi, đi về trụ sở tập đoàn Tân Paris nhanh cẩn thận lên. Không tin em à? Ông đừng nói phép đó, đi lên về. Các bạn ơi, hóa ra đây chính là hình ảnh 3D của tên quỷ đầu loa chúa hay là quỷ loa mẹ như nhiều bạn yêu cầu mình làm đấy. Hắn cực kỳ hung dữ luôn. Mỗi một tên đệ tử của hắn thôi, quỷ thì loa vàng 4 số 9 tôi nhìn đã long lánh cả mắt rồi. Em nhìn thấy tên quỷ đầu loa mẹ chưa? Ê, to nhờ anh nhở? Chẳng to. Cái đầu của nó là cái loa thùng, em hiểu chưa? Ngày xưa là con quỷ đầu loa thường ấy chỉ là cái loa nén, loa vớ vẩn thôi. Còn cái đầu nó con này là đầu loa thùng, nó phát ra tần số cực kỳ cao, gây ra chói tai. Để anh cho nó, em nghe thử cái tiếng của con loa mẹ nhá. Kêu. Đau tai thế nhỉ anh nhở? Nói phép, đây là chỉ là mô hình đau tai ra được. Ông diễn.
Đây là con quỷ đó là mẹ các bạn ạ. Và cái tần số âm thực tế nó phát ra nha 12.000 MHz. Làm tai ù. Mà nếu mà vỡ phải đá núi nhá, đá núi vỡ tan. Ôi dồi ôi, Hiếu Béo biết không, nếu mà tính số lượng quỷ đầu loa trên thế giới này ấy, thì hiện tại có hơn 1 triệu con. Mà con quỷ đầu loa mẹ này nó là chúa, là đại ca của hơn 1 triệu con quỷ đầu loa đấy. Là... tức là trước giờ mình đánh bao nhiêu con quỷ đầu loa, biến thể các thứ đều là con của con này hết. Đều con của quỷ loa mẹ này tất. Ôi dồi ôi, xong rồi anh ơi. Thứ hai nữa nhá, em có biết không, con này phun được lửa anh em ạ. Mà cường độ lửa nó phun ra phải nói như thế nào cho anh em dễ hiểu nhỉ? Nó tương tự như là cái núi cái nham thạch ấy. Cái nham thạch nó chảy vào ấy, em hiểu chưa? Bằng con quỷ đầu loa lửa không anh? Ôi đầu loa lửa là cái gì? Đã bảo là cái nham thạch cái núi lửa nó phun ra ấy, có mà vớ phải cái gì đứt. Em tưởng tượng này cho dễ hiểu nha các bạn nhá. Nó mà phụt ra một phát một hơi thôi nhá, là cái cánh rừng Amazon cháy bằng sạch. Ôi buồn ngủ quá. Ôi liên lại bên đây à, tên Digaster này. Buồn ngủ. Dĩ dạng đấy. Các bạn ơi, nếu mà không có Xgaster thì đúng là mình không đấu được quả này các bạn ạ. Xgaster vừa đấy đã sử dụng bàn tay vô cực, một trong những sức mạnh mới nhất, hiện đại nhất mà Xgaster luyện được. Hắn được gọi là gì nhỉ, tiến sĩ, nhưng mà tiến sĩ Xgaster này loại là vô hóa chất luôn, chuyên nghiên cứu loại hóa chất cực hiếm luôn, mà tính năng sức mạnh thì cực kỳ cao, đúng không Xgaster? Tân Paris không ngờ cậu lại am hiểu về tôi thế, bắt tay cái. Hello tất cả các bạn. Đây. Các bạn nhìn thấy ngay cái gì không? Theo như mình vừa nghe anh Tân phân tích nhá, chỉ con quỷ đầu loa chúa này, nó có một cái hệ thống phun lửa mà như là nham thạch, cực kỳ nóng, cái gì nó cũng có thể tiêu diệt được hết. Chính vì thế để chống lại nó ấy, mình đã đầu tư cái này. Đây các bạn thấy này, cái ống này nhá, nó, mình đã chứa vào trong đây 3 tỷ mét khối nước. Đấy, nó nhá, phun ra một cái nhá, ui giời, nham thạch cái gì, núi lửa cái gì, chớp hết. Ai giải ơi, các bạn ơi, Xgaster ta đang nghiên cứu dở thiết bị này. Đây, nhìn đây, nó hàm chứa bên trong là một thế giới, một vũ trụ hoàn toàn mới. Ta tạo ra một vũ trụ mới nhá, mà ở trong đó thì ta làm chủ, ta điều phối tất cả sức mạnh. Ai lạc vào đó thì coi như xác định luôn, không bao giờ ra được. Ôi dồi ôi, đấy, nghe tiếng con quỷ loa nó kêu văng vẳng ở đâu đây anh em ạ? Nó rất hay xuất hiện ở những nơi hoang vu như thế này này. Nếu mà ai đó không cẩn thận nhá, từ trên cao nó nhìn xuống, nó vụt tay một phát dài để nó tấn công đấy các bạn ạ. Ơ, sao có cái cánh cửa gì mà lạ thế nhỉ? Ui dồi ôi, cánh cửa từ trên này. À! Ôi trời ơi. Các bạn ơi, bước vào cái cánh cửa thần kỳ đấy, không biết là mình biến đến một cái thế giới nào mà lạ hoắc này nhỉ? Chưa bao giờ biết. Mình chết rồi, bây giờ phải gọi Hiếu Béo với Xgaster đến trợ giúp thôi. Ui trời ơi, Hiếu Béo có nghe thấy gì không? Tiếng pháo cầu cứu của Tân Paris. Tiếng pháo cầu cứu của Tân Paris đấy. Ui, tiếng pháo cầu cứu kìa anh kìa. Ôi. Bây giờ nhá, phải đi theo hướng bằng cái quả pháo bắn ra để biết được Tân Paris đang ở đâu, nhớ chưa? Cửa này. Vào đi Hiếu Béo. Ôi dồi ôi, các bạn ơi, không biết là thế giới gì mà có lắm lính canh thế nhỉ? À thế nhưng mà mình đang nấp như thế này, mình bắn lén thử xem là các tên là thế nào. Nó biến đâu mất rồi nhỉ các bạn nhỉ? Ui giời ơi, thắng rồi. Ở đâu thế này Hiếu Béo ơi? Ở đây lạ thế nhỉ? Đi tìm Tân Paris thôi. Đi. Ôi. Tại sao đây kìa? Tại sao đấy? Anh không biết nữa. Vừa xong có mấy tên tấn công anh mà hắn như ma ấy. Bắn hắn chua không trúng đạn được cơ. Mấy tên nào về nhỉ? Anh không biết được, cái thế giới này nó kỳ ảo lắm. Tự dưng mọc đâu ra cánh cửa buồn cười nhỉ anh nhỉ? Thật, không biết là kẻ nào tạo ra. Bây giờ nhá, để em lên đánh mấy tên đấy luôn. Ui dồi ôi, em ơi, em không nhìn thấy anh à? Vừa đấy anh trùng súng em bắn bắc bắc bắc. Không thằng nào bị làm sao? Không thằng nào luôn á? Ừ. Chúng nói như kiểu là người kiểu vô hình ấy, người kiểu là không có thể xác ấy. Nhưng mà anh chắc là bắn chúng nó chưa? Anh đã bắn chúng. Anh bay nguyên 30 đạn đây này. Chú công nói phép vừa thôi. Bây giờ theo ý kiến của tôi nhá, 36 kế chuẩn là thượng sách. Anh thắng nó nguy hiểm. Chuẩn. Thằng nào trước thắng. Ấy
chuột à? Ơ đi lại. Trời ơi, mệt quá anh em ạ, không biết là thoát chưa nhỉ? Tôi nghĩ là thoát rồi. Nhưng mà gã Gatter yêu béo ơi, cái chỗ này quen quá nhỉ? Sao nó lại quen thế này nhỉ? Ôi giời ơi, chạy một hồi hết cả ơi, về chỗ cũ rồi. Lại về chỗ ban đầu rồi. Chết rồi, cái thế giới này thằng nào, tên nào tạo ra chính là mê cung rồi. Thôi bây giờ anh em mình đường cùng rồi, phải lên chiến đấu thôi. Lên chiến trước đi. Cũng ba cái thằng nào giống y như anh em mình ấy sao cái kiểu. Ôi thì tên Paddy, ba tên này là ba cái tên nào? Ba tên này là giống hết anh em mình. Thôi được rồi, anh em mình lên nghênh chiến đi. Nhất định là bọn này là bọn phát kẹo của anh em mình rồi. Nhưng mà anh ơi ba thằng này thì như số hơn anh em mình. Số dài hơn. Chắc chắn rồi. Lên chiến đi. Ôi dồi ôi, ngoài đâu ra cái ông mà giống hết ông Tân Pri thế này rồi các bạn nhở. Xem mà hắn làm gì, sao mặt hắn lạnh lùng này nhở. Đánh cho hắn một trận nào, thử xem nào. Sao cái tên này, mình làm gì hắn cũng làm theo đấy nhở. Mình làm gì hắn cũng làm theo các bạn ạ. Mình định đánh hắn thì hắn cũng định đánh mình. Mà mình thả lỏng tay ra thì hắn cũng thả lỏng tay ra. Y hệt như một bản copy của mình vậy các bạn ạ. Úi giời ơi, anh ơi, sao cái tên kia lại bắt chước y hệt hành động của anh Tân nhỉ? Ôi giời ơi, chết rồi. Anh không để ý. Đấy chính là thí nghiệm lỗi của anh. Úi giời ơi, anh đã tạo ra một cái thế giới ảo mà copy y như thế giới thật đây này. Để luôn á? Y hệt đây này, cả con người cũng y hệt đây này. Mỗi tội là trong cái thế giới này thì anh chưa set up được cái trí tuệ cho mọi người, đâm ra là trong ông nào cũng đần ơi là đần. Thôi được rồi, bây giờ như này, để anh giải thoát nhá. Đây là nhìn thấy nút này nhá. Anh ấn một phát là anh em mình thoát này. Ấn luôn. Team Tân Paris, ta tặng ngươi một ít lửa mà nhóm bếp mà nấu ăn này. Vòng lửa rồi, bây giờ phải làm thế nào? Ủa, sao mà anh Tân Barry bị bao vây bởi vòng lửa? Cứu phải cứu. Hiếu béo ơi, cứu anh đi. Hiếu béo đi cái nhở, có bao nhiêu nước nào? Hiếu béo ơi, anh thoát rồi. Em bảo à, sợ hơn 3 tỷ mét khối nước em. Ra cái gì đâu. Bây giờ đến X-Caster ta ra tay. Tên quỷ đầu loa vàng kia, mau về với thế giới của ngươi, nhận bàn tay vô cực đi. Mẹ loa chúa ơi, cứu con. Đến tầm này thì loa quỷ loa chúa cũng không cứu được ngươi đâu. X-Caster đáng ghét kia, ngươi dám lánh trọng thương quỷ loa vàng đệ tử của ta. Ngươi có bàn tay vô cực thì ta có dung dịch siêu siêu khủng đây. Ôi dồi ôi, X-Gatter ơi, cái bàn tay vô cực, bàn tay khổng lồ của cậu sao lại hóa đen xì thế kia? Ôi dồi ôi, cái con quỷ đầu la chúa này hắn tạo ra cái dung dịch gì đó làm vô hiệu hóa sức mạnh rồi. Bây giờ làm thế nào bây giờ anh ơi? X-Gatter bị vô hiệu hóa rồi, làm sao để có thể tấn công được con quỷ bây giờ? Tâm Paddy, nghe tôi hỏi đây. Thế cậu có biết cái phần bề mặt của con quỷ đầu la chúa này được làm từ thiết bị cái gì không? Cái phần đầu của tên quỷ đầu loa mẹ này, nó là Niken nguyên khối. Như vậy thì là không quá khó đâu. Tôi sẽ tạo ra một cái dung dịch oxy hóa có khả năng oxy hóa lớn nhất thế giới và sẽ làm cho bề mặt của con quỷ này tan chảy. Thế thì... Hiếu béo, đưa mượn cái quả vòi đây. Cậu phun lên cho tôi 1 tỷ mét khối cái dung dịch này đi, cho nó dỉ luôn. Cậu mượn đi. Từ đã, cầm ngược rồi. Đây rồi, cầm nhầm mà ngược à. Chuẩn bị bắn đây. Ôi dồi ôi, cái dung dịch gì thế này? Ôi, còn đâu là cái đầu loa thần thánh của ta nữa? Còn đâu là những tiếng âm thanh phát ra hùng hồn nữa?
Thôi ta phải đi đây. Bảo một chiều mưa rơi anh đã oanh than cái tên quỷ đầu lá chúa rồi. Ừ, đấy là anh hát thôi, còn hôm nay trời nắng chứ không phải là mưa. Anh em ơi, đã đánh thắng tên quỷ đầu loa chúa mega hon rồi, lại còn thêm quả quỷ loa vàng nữa. Thế nhưng mà hơi tiếc Hiếu ạ, là không lấy được con quỷ đầu loa vàng ra kiếm. Ừ, nếu mà chắc ra không phải được hơn tấn vàng đấy. Nhưng mà nó chạy mất rồi anh em ạ. Ờ, cảm ơn anh em xem video nhá. Nhớ nó trả thù thì sao anh? Ôi trời, em không nhìn thấy con quỷ đầu loa chúa nó bị gì hết cái phần đầu rồi, có phải trả thù vào đằng mắt. Nhưng mà con quỷ đầu loa vàng nhớ đâu vì sao đấy nhá, nó phát triển lên nó trả thù lại cho mẹ nó đi sao? Ôi giời ơi, thế thì anh lại càng vui. Lại team Tâm Free lại phải có thời gian để gọi là vận động trí tuệ để chiến đấu, em hiểu chưa? Đấy, anh em nhớ ủng hộ bọn mình bằng cách là like video và đăng ký kênh Tâm Free nhá. Và đừng quên gì nhỉ? Anh em thích làm về sát nào, thích làm về quỷ nào hay làm chủ đề gì thì comment dưới video này nhá. Mình làm lần lượt theo yêu cầu của anh em nhá. Bây giờ thì yêu tất cả mọi người và bye bye nhá.